trong rất là nhiều những buổi livestream và review thì em lên cho mình rất là nhiều dòng Hyundai, Kia. Thì hôm nay đây em về thêm được cho mình một chiếc xe của nhà Honda đây ạ. Một chiếc Honda Civic mà nhìn với cái màu áo trên là áo sơ mi trắng, dưới là quần tây đen đây ạ. Cụm đèn pha phía trước thì siêu sắc nét luôn, ăn mặc rất là chỉnh tề luôn. Áo sơ mi trắng, quần thì tây, quần tây đen, sơ vin đẹp cho em rồi. Lên đèn bi xe lông siêu sáng cho em. Và một điều đặc biệt là em Honda Civic này có bản cửa lock cho em nhé. Bây giờ thì em Hương xin mời toàn thể quý khách hàng đi cùng em sâu hơn nữa về chi tiết nhất của từng chi tiết này. Đây là mặt la răng của xe này, bốn phanh. Phanh thì có phanh ABS chống bó cứng rồi, la răng 5 chấu dạng phay cho em, 5 chấu phay rất là đẹp. Xi nhan tích hợp trên gương. Đời là đời 2006 nhưng vẫn giữ được cho mình một cái phong độ nhất định, đẳng cấp nó là mãi mãi rồi. Gương kính thì liền đời theo xe. Xe chạy thì cực kỳ ổn áp cho em nhé. Ngay từ vân của táp ly cửa nhé, những vân này không hề bị bóng, không hề bị mòn luôn. Phần dưới này là một cái màu, là một cái vải, nó là một miếng da mềm cho em. Tay nắm cửa đây ạ. Bốn quả loa to bản trang bị được bốn bên cánh cửa cho em. Và ghế da là ghế da zin, theo thời gian và năm tháng thì em nó vẫn giữ được một cái phong độ, một cái đẳng cấp nhất định. 230 triệu là giá em đang chào bán cho chiếc Honda Civic máy xăng số tự động, trang bị động cơ là 2.0 với một chiếc màn hình siêu lớn, gần như là một to bằng một cái iPad to luôn đấy ạ. Màn hình thì siêu to luôn, màn hình OLED này. Điều hòa thì auto cho em rồi, cần số đây ạ. Cái này thì nó hơi bị tuột ra một tí thôi, nhưng mà da của nó còn rất là đẹp luôn nhé, không ảnh hưởng gì ạ. Túi khí an toàn trang bị đầy đủ cho em trên vô lăng cũng như là bên ghế phụ này. Điều hòa thì làm gió làm mát cực nhanh. Đây là cái nút mà để hạ mui này, nhưng vì em để hạ cửa lock này, nhưng em cầm chìa khóa ra ngoài rồi. Đấy, những cái thanh đèn này đây ạ, các bác nhìn cho em nhé. 230 triệu, thật sự nếu mà nói em nó đẹp thì phải chấm điểm được 8 điểm. Nếu như đời 2006 mà giữ được form dáng máy móc như thế này thì em nó xứng đáng 8 điểm các bác này. Và một điều đặc biệt là khi em vào chiếc xe này là có một cái mùi thơm, chứng tỏ là cái xe này với cái hệ điều hòa làm gió làm mát nó lọc rất là thơm luôn nhá. Tay nắm cửa thì nó là cái phanh tay của nó thiết kế rất là đặc biệt luôn, nó không nằm xuống như những cái dòng khác của nó này. Nó lại hơi trống lên trời. Thảm thì thảm rối đẹp cho em rồi, bác chủ để may cho thêm nó một cái áo da với những cái hạt massage làm mát cho mình như thế này, ngồi không hề bị lóng lưng, không hề bị bí lưng đâu ạ. Cửa lock đầy đủ cho em. Gương kính thì liền đời theo xe, rất là chất chơi luôn. Kể cả những cái ốp mạ chrome cao cấp ở cái lẹp chân kính này còn nguyên. Phía sau cũng vậy, với cái vân cửa ở bên táp ly cửa cực sắc nét, cực đẹp cho em rồi. Tất cả những phần này là da mềm cho em, với đường may tinh tế này, mũi nào da mũi đấy luôn. Ốc lắp cửa, ốc cánh cửa các bác nhìn cho em này, 2006 mà giữ được cái form dáng như thế này là bác chủ cũ là một người cực kỳ cẩn thận, hay còn nói là một người khá là kỹ tính đúng không ạ? Giữ xe, bảo dưỡng xe đẹp như thế này. Lốp xe còn rất mới cho em. Chiếc này em thấy là thay một bộ dàn lốp mới rồi, nên các bác về đi cứ thế là đi thôi, không phải thay đâu, cứ đổ xăng là đi thôi. Còn nếu như bác nào ưng, 230 triệu tặng luôn cho các bác 5 triệu. Còn 225 triệu, 5 triệu kia em Hương tặng các bác đi đường đổ xăng, về là một cuộc vui chơi liên hoan giải trí nhỏ cho gia đình nhà mình khi mình mua được xe ô tô nhé. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ ạ. Civic đây ạ, ký hiệu đây. Em lại không cầm chìa khóa ra nên không mở được khoang cốp ra. Khoang cốp bản sedan thì cực kỳ rộng rãi cho em rồi, nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Trên là một áo sơ mi trắng, dưới là quần tây đen, cực kỳ chất chơi luôn, phong cách thể thao không hề bị già đâu, nhìn rất là đặc biệt luôn. Những đường dập lổi trên thân xe thì thiêu sắc nét một đường rồi, khớp xe còn rất là khít luôn. Đứng nghiêng như thế này mà các bác nhìn này, những cái đường dập lổi này, sắc nét không hề bị đâm đụng hay là ngập nước. Hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ cho em. Ghế da đây, ghế da zin theo năm tháng, theo thời gian đi đồng hành cùng bác chủ mà em nó vẫn giữ được một cái nét đẹp nhất định, ổn định của dòng xe thương hiệu Honda đúng không ạ? Xe máy của Honda các bác đi bền theo 5 tháng thì ô tô nó còn đẳng cấp hơn nữa đúng không? Những bác nào mà yêu thích dòng Honda, từ những con xe máy DRAM ngày xưa cho đến bây giờ thì Honda dòng xe máy nó đã đứng vững trên thị trường rồi.
Đẳng cấp là gì ạ? Đẳng cấp là duy trì được mãi mãi chứ không phải là phong độ nhất thời, đúng không ạ? Bản này có cửa lock đầy đủ, giá chỉ có 230 triệu. Tặng ngay cho khách hàng nhà mình 2 triệu khi mua, à 5 triệu đi. Tặng ngay khách hàng nhà mình 5 triệu khi sở hữu em nó nhé. Số điện thoại em Hương đã ghi một tiêu đề rồi. Em đã nói rồi, bác chủ cũ rất rất là cẩn thận luôn. Từ dụng cụ tăng kích lốp này, lốp sơ cua này vẫn còn giữ được nguyên. Mà năm nay đã đâm cho bao nhiêu rồi. Từ những cái thảm này các bác nhìn cho em này, chắc chắn sạch sẽ như thế này cơ mà, vẫn còn nguyên cho em nhé. Có đèn báo rẽ trên cao, những cái lỉ này vừa chống ồn vừa giảm nhiệt cho mình. Khi mà khoang động cơ máy móc mình duy trì, mình chạy nhiều thì nó vẫn để cho mình được một cái độ mát nhất định này. Ốc đinh tán keo chỉ đi nắp cabo còn cho em. 230 triệu là giá em Lê Hương đang chào bán cho chiếc Honda Civic đây ạ. Cụm đèn hậu phía sau siêu sắc nét. Em sẽ đứng ra xa như thế này để khách hàng nhà mình có thể nhìn được tổng thể hình dáng của em nó nhé. Địa chỉ bên em để các bác có thể đến trực tiếp xem xe và cảm nhận này. 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương là địa chỉ bên em. Em rất mong khách hàng có thể đến bên em chạy thử và cảm nhận xe nhé. Mặt ga lăng siêu chất rồi, lên đèn bi salon siêu sáng, không hề hấp hơi mở nước, đèn gầm đầy đủ cho em. Vừa rồi thì em cũng quay một video chi tiết nhất về mẫu xe Honda Civic đời 2006 số tự động. Giá chào bán chỉ có 230 triệu mà có cả cửa lock cho em nhé. Đây là một chiếc Honda máy xăng số tự động, rất là đẹp luôn. Những bác nào thật sự yêu thích em nó thì hãy kết nối Zalo với số điện thoại em đã ghi ở dưới tiêu đề rồi nhé. Video của em đến đây là hết rồi. Rất mong được sự hưởng ứng và những yêu thích của khách hàng nhà mình khi cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ, cũng như là ấn nút theo dõi của em Lê Hương ô tô Hải Dương. Khi em update video lên thì các bác sẽ là người đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh, những video với những phân khúc xe tầm giá tiền mà hợp với kinh tế nhà mình. Em xin chào và gặp lại tất cả khách hàng thân yêu của em vào những video tiếp theo ạ.